Con vịt này đẹp quá. Wow. Còn đây là nguyên một cái đầu. Nó đổi màu đẹp không? Trời ơi. Mùa lạnh. Cái đầu rất là đẹp nhưng mà nắng tối quá mình không có thấy được. Cái bông nở trời ơi là trời. Cái này thì trước mình cắt ra đó, nhìn nó lên đẹp quá. Cái này một cái, đây một cái, bên đây một cái. Màu đẹp không? Trời.
dáng cây đẹp không? Cái tay mình sương 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 nên rắp gì rồi cái này hả? Cái chụp này hả? Nên nó chấp gì? Nên drop gì? Đó nó nè. Nó đang lên bên hướng này, cái màu nó đỏ. Bên này kia nó cũng đang. Như vậy cái rô tổng hợp nó chung có mấy cái nó đang lên màu. Right now.
Cái gì? Cây nào mà nó mới có thẻ bông hồng nè, nó có gì nè, đâu không có gì gì. Bỏ ra đây nó mau lớn đẹp quá. Cái này nè, bữa trong khi này đây nó có cái viền hồng nè, anh thấy không, bây giờ nó đang một cái con, nó sẽ hybrid. Cái loại này nó rất là đẹp, có thân thụ quá mà em không thèm trồng thân thụ mà. Chung luôn hả? Đây đây nè, thân thụ nè, mốt cái hồi đó mình coi rất là đẹp. Thế này giống một hồng mà anh quay gần mới thấy được cái viền nữa, sao nó đang khép. Thấy cái nhà mới ba con bữa có mấy con thôi, chứ nói gì xa xa thấy chứ. Đẹp cực kỳ. Em này bự quá. Trời, nhìn thấy giờ cái tay mình nè. Bự à. Mà em đang có cái con đây nè, em khép lại. Chứ thật ra em xè bự nè. Né ra, né ra. Bên đó còn bự hơn nữa này. Em này mắc nuôi con 1, 2, 3, 4 4 cái con. Cái này đẹp nhất mà. Cái này đẹp nhất. Cái đó bắt đầu lên màu, nó sẽ hồng. Cúc đã chưa? Dày mập. Cúc này có thụ nè, chân chuyển đẹp lắm đó. Nhưng mà mình không có chân trọng luôn. Em có cây cúc bự nữa. Cái này hay mà. Nó stress, nó hồng. Con gì? Muốn để cho chín bên này à, bên này bự hơn, bên này bự nè ha, nhưng bên này nắng đẹp đó, đã không, dễ thương là ngon thơm nè, nguyên chùm nè anh. Muốn bẻ đâu nè, bự có này cam nè. Ngồi nghiêng nghiêng. Con khác đi. Để khoan, chờ chút chụp tấm hình, nhìn đây nè. Ôi, nắng quá.
Bẻ ơi. Cái này à? Bẻ cho Thiên Long ăn. Thiên Long qua bữa qua tự bẻ luôn mới ghê chứ. Đưa tay ra coi, đưa cái nắng này. Trời. Rồi, mỗi ngày một hai trái Thiên Long ăn vừa rồi. Bích nè. Nhiều con mấy anh kia nó mà nè. Làm miếng quá. Thơm ha. Thơm quá trời thơm. Đã ha, hái chín cây thơm thịt. Không ngờ mình mua được cái bích nó ngon. Ừ, cái này bích ghép mà đâu có hột đâu. Thường thường á mình trồng là nó hay dính hột à. Ừ. Ủa có hột không ba? Cây này hồi đó mà bỏ xuống đất là nó quá bứ rồi. Ừ, trồng thì mấy tình. Trong chậu. Nhưng mà trong chậu sao nó có hột á? Đợt đó mình ăn có hột á. Đã chưa? Đâu ăn thử miếng này. Nè, ba đó không có hột đúng không? Nhìn nắng trong veo không có cái hột. Không có hột, đưa nguyên đóng lên coi cũng đâu có hột đâu. Không có hột. Thơm quá. Rồi, vô cho Thiên Long ăn đường miếng thử coi. Nó thiệt luôn á. Ừ. Không có hột. Ngọt mà hơi chua chua ha. Giống đồ của Việt Nam quá ha. Mà cái mùi giống quýt Việt Nam á. Ừ, nó không có giống như quýt bên này. Nó ghép rồi hay vậy mình hơn á. Cái mùi quýt xanh mà không biết quýt nào ta. Quýt xanh mà người ta có mùi thơm đó. Cái quýt này là đi làm sao mình đem á. Ngon quá. À. Cái này bự lắm á, cái tay mình chút xíu. Hả? Cái bảng này bự lắm. Xòe hết ngang tay á. Chết rồi. Anh ơi, em nghĩ hái cái kiểu đó là ngon ha. Ừ. Em này đột biến. Em này đột biến.
non sắp nở rất là đẹp.